Mình chào các bạn. Mình đang quay cho các bạn xem. Ở đây là một cái cây hoa. Hoa này là tuyền một màu trắng này các bạn. Nở hoa rất là rộ luôn. Trong những ngày mà trời thì rất là nắng và nóng nữa. Một cái cây hoa mà mình quay ở chung quanh thấy bên phía nào cũng rộ hoa luôn. Mà khi mà mình đang là ghi hình đây thì nó có một cái mùi thơm. Thơm lắm các bạn. Cái loại hoa này nó có một cái mùi thơm lắm. Và loại hoa này là chỉ có một màu trắng thôi. Loại hoa này nó có tên là hoa nguyệt quế này các bạn. Một cái cây nó cũng không phải là to lắm, nhưng mà hoa thì nó nở rộ hết, từng chùm luôn á. Mình zoom lại gần để cho các bạn xem này. Cây hoa này thì của một người hàng xóm của nhà mình thôi. Chính ra thì cái ngày hôm qua thì nó mới nở rất là rộ. Bữa nay thì nó đã có một số hoa nó bị héo héo rồi các bạn. Nhưng mà cây nó cũng còn rất là đẹp này, từng chùm hoa luôn. Nó chỉ còn sót có một vài cái nụ búp búp à. Còn gần như là nở rộ hết hết cả cây ấy các bạn. Thực ra cái cây này mà nó nở hoa như vậy là cũng do là chủ nhà người ta chăm sóc á, là người ta tưới hàng ngày ấy, nó mới rộ hoa như vậy đấy các bạn.